Vinhome Bình Thạnh là có cái trường Vinschool luôn. Tiện cả nhà ha. Các bạn học sinh đi học khỏi cần ba mẹ đưa đón. Nếu những cái phụ huynh này mà ở Vin á thì các bé đi xuống đây luôn cũng tiện. Xin chào cả nhà. Hôm nay Nguyên đi khám tổng quát ở bệnh viện Vinmec này cả nhà. Mình ở bên kia mình có khám rồi nhưng mà khám ở đây nữa, coi thử Rochek khám chéo á, để coi thử có vấn đề gì không. Khám chéo vậy cho yên tâm cả nhà. Rồi xin mời cả nhà vô thăm bệnh viện Vinmec ở quận Bình Thạnh. Bệnh viện Vinmec thì nằm trong cái khu của Vinhomes Bình Thạnh nè. Giờ mình sẽ vào trong nha. Hồi trước mình làm ở đây á, làm ngân hàng Techcombank hay là Standard Chartered á, là đều là khám tổng quát ở đây, là chế độ của ngân hàng á. Bây giờ thì mình hết làm cho nên là mình phải tự túc rồi đó. Vào trong. À, thì ra là bệnh viện cũng mới vừa tổ chức trung thu nè. Trang ghé thăm nhà. Cưng chưa? Cái đây là mình đi sau trung thu rồi nhưng mà vẫn còn dư âm nè. Đây các khoa của bệnh viện nè. À không, à, nhân sự. Cái đây là để nhân sự. Còn đây là cái thông tin. Thông tin thêm. Đây là thông tin về bác sĩ á. Tin về nhân sự của bệnh viện. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong. Khám tổng quát thì từ tầng trệt đi vô là xuống bên dưới cả nhà. Đây làm thủ tục phòng sức khỏe tổng quát đây, health check. Đây là phòng siêu âm. Ngồi chờ. Trong quá trình chờ đợi thì mình có thể ngồi cái ghế này để nghỉ ngơi, nhưng sẽ tốn phí nha cả nhà. 6 phút là 10.000, 20 phút là 12. 12 phút là 20, 30 phút là 50, cứ vậy mà nhân thôi. Khám bệnh ở cái Vinmec á. Vinmec chỗ khu Vinhome quận Bình Thạnh đó cả nhà, cho nên là đi đang tìm đồ ăn trưa nè. Đó, tự nhiên đi quần thì thấy cái Hoàng Tâm món ngon miền Tây. Thế là vô luôn. Ăn gì cũng được, Hoàng Tâm giao là được. À, nhìn có vẻ hấp dẫn nè. Có bánh xèo rồi nè. Thì mình vô nha. Bếp là cái gì? Đây là menu này cả nhà. Wow, hấp dẫn chưa? Các món ăn về bò cũng là những món chủ đạo được chế biến theo quy chuẩn của nhà hàng Hoàng Tâm. Bò tơ là loại bò mới lớn, chưa trưởng thành nên thịt mềm, thơm, da mỏng, được đầu bếp nhà hàng chế biến theo khẩu vị miền Tây Nam Bộ. Xuất sắc. Đây có những cái món như thế này. Nhìn đây là món cuốn ăn nhức nách đó cả nhà. Còn đây là nem nướng. Nhiều món hấp dẫn quá. Nem nướng, nem cuốn có đủ hết. Giá cả như thế này. Wow. Nhìn mà đói bụng luôn à. Bò đó cả nhà, vẫn seri về bò đó. Bò tơ, sốt mì cuốn, bò tơ thốt cuốn, bắp kho nhúng nước dừa, bla bla. Bánh xèo đủ loại bánh xèo.
bánh khọt. Miền Tây là phải có bánh khọt. Đây, bún nước đây, noodle đây nè. Tự nhiên mình thèm cái bún sườn này quá, mới order. Rồi có bún chả cá nè, bún bò, bún giò, bún cá, bún hải sản đủ loại luôn, dọc luôn. Trời ơi, cái menu bánh canh. Ồ, bánh canh nhiều quá chừng nè. Bánh canh cũng đủ loại luôn, giá cả cũng vừa phải hết cả nhà. Đây là món súp các loại, nhưng mà cái này thì tạm ngưng rồi. Đây là cơm, cơm hạt sen nè, cơm lá sen á. Còn mấy cái loại này thì đang tạm ngưng. Các loại cơm này, canh rong biển các loại đây. Đây là cơm chiên. Đó, cơm chiên tỏi, cơm chiên cá mặn, cơm chiên dương châu, cơm chiên hải sản, cơm rang cua, cơm rang mực, cơm rang nghêu, vân 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 vân. Các loại xào bò lúc lắc đồ đó. Rau xào. Cải thìa, rau muống, xà tỏi đó. Chưa hết. Vẫn còn, seri vẫn còn. Hấp dẫn quá, hấp dẫn. Gỏi gà hoa chuối. Đây là gỏi gà hoa chuối. Nhưng mà thường mình ăn gà thì mình vô cái quán chuyên về gà nó sẽ ngon hơn. Gỏi bò nướng tứ xuyên. Ồ, hấp dẫn nha. Đây là món nem cuốn nè, gỏi cuốn, bì cuốn vân vân. Trời ơi, sao menu quá nhiều luôn. Khoai tây chiên, chả giò, cá hồi chiên vân vân. Đây là lẩu nè, lẩu hải sản, các loại lẩu, gấc cá hồi, lẩu bao tử hầm tiêu. Vẫn chưa hết, lẩu thái, lẩu hải sản, lẩu bò phù sa, lẩu nấm hoàng tâm, lẩu gác hải sản, nhiều loại lẩu lắm. Còn đây là nước, nước đậu rang, nước mát. Có vẻ nhìn rất là truyền thống, mình sẽ order cái này. Đây là nước ép miền nhiệt đới và các loại chè. Chè ngon miền Tây. Nhìn cái gì cũng muốn ăn mà bụng thì có hạn cả nhà ơi. Trà xanh hoa đậu biếc, trời ơi, trà xanh gạo lứt, trà xanh hoa cúc. Bia nước ngọt có luôn, các món chay có luôn. Trời, menu nhà hàng quá đa dạng luôn. Đó, một vòng menu đó cả nhà. Mạng lưới đây, quận 1, Vinhome, Bình Thạnh, Phan Xích Long, Phú Nhuận, quận 7, Hồ Chí Minh, Song Hành, quận 2. Lưới cũng quá chân nè. Đây, đồ ăn đã tới cả nhà ơi. Bún sườn, rồi cái tô bự ghê á, nhìn hấp dẫn á, không hỏi luôn. Hai cục sườn thiệt là bự. Rau ăn kèm, nước sốt, chanh, ớt, chè cũng lên luôn. Đây là chè sinh sa hạt lựu á, sắc màu đẹp chưa. Còn gỏi cuốn nữa. Xin mời cả nhà ăn cùng Nguyên nha. Ăn lẹ xong vô khám tiếp cả nhà ơi. Đây, mình sẽ cho rau vô. Lá quế nhiều. Rau thì có rau hoa chuối nè, giá nè, rau muống, lá quế. Để hết cho luôn. Cá chanh, làm chanh lên. Mình ăn ớt hơi nhiều nha cả nha. Đây, ok. Có cái gỏi cuốn, có cái hoa đẹp chưa cả nhà. Xin mời cả nhà luôn nha. Rồi, trộn lên. Rồi, hấp dẫn.
xin mời cả nhà bỏ thêm một ít sa tế nha cả nhà. Sa tế này rất là thơm, sạch sẽ luôn cả nhà, siêu ngon luôn á, công nhận nha. Vậy như là nước dùng ngọt thanh mà cái xương này nó tươi á, rồi còn nóng nóng nữa, ăn rất là ngon. Rau thơm này cũng nhiều, gia vị đầy đủ nữa. Nhất nát là mình vẫn bỏ xương ra nha cả nhà, không phải nói sạch sẽ là ăn xương luôn. Rồi bây giờ mình cả nhà gỏi cú. Trời có cái hoa xinh chưa. Chấm cái nước này. Wow, xin mời cả nhà nhé. Giờ ta chè nha cả nhà. Để trong cái đĩa bể bể xong, kiểu bị mẻ giống như ngày xưa vậy đó. Cái đây giống như cái chùm đựng nước thôi. Rồi đây là xương sa hạt lựu có đậu xanh, rồi các loại hạt lựu xương sa kết hợp. Wow, xin mời cả nhà. Wow, cái đây là hình như thốt nốt hay là dừa nước vậy nè. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Chè ngon xuất sắc cả nhà ơi. Cái cốc dừa bé ngậy luôn. Rồi, ba món là bao nhiêu đây cả nhà ơi? 145.800 đồng. Ngọt ứ ự luôn. Tính ra giá quốc tế là hơn 6 đô đó cả nhà. Cũng được ha. Hợp lý. Trang trí nhìn đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Cái gu của mình là mình thích vậy đó cả nhà, mình thích cái màu nó tiệp với màu gỗ. Trời, rau nguyên một tủ vậy hả em. Đây là cái nhà hàng trong cái bệnh viện này cả nhà, Fresh Garden. Xuân biển tràn trong sắc trời mà hướng xuân còn nở rộ trong những chiếc bánh quy giòn tan của Fresh Garden. Bây giờ mình sẽ vào trong nha. Ui, sách quá chừng kìa. Cái view khá là mát mẻ đó cả nhà. Bên ngoài xanh mát, sạch sẽ bên trong. Chưa ăn nhưng mà thấy khâu vệ sinh là ok rồi đó. Đây là mình đi buổi trưa cho nên là hết đồ ăn sáng rồi, giờ chỉ cần đồ ăn trưa order chỗ này. Menu ở đây là phục vụ. Đây là phở bò này cả nhà, mình đã gọi phở bò, rau, giá, đây là hồi gai, hồi quế thấy mà ôm, chanh ớt. Mình ăn ớt hơi nhiều. Có vẻ tươi nha cả nhà. Chiu chiu chiu. Mình mời cả nhà nha. Phở bò. Về kết quả khám thì mọi thứ của mình đều bình thường, chỉ có cái chỉ số acid uric thì hơi cao. Lúc đó là mình cũng sợ lắm cả nhà, bác sĩ khuyên là hạn chế thịt đỏ với lại hải sản á. Cho nên là sau cái đợt đó là mình, mặc dù về Việt Nam là tính đi ăn ốc, ăn hải sản nhiều mà cuối cùng mình cũng không ăn gì hết. Kiêng ăn rau củ nhiều, xong rồi qua đây, sau một tháng mình khám lại thì mới hôm nay là chỉ số acid uric đã về lại bình thường rồi cả nhà. Cho nên là mình mới chia sẻ cái video này, coi như là hiện tại thì sức khỏe bình thường hết. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Nguyên cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Xin chào cả nhà.